Kính chào quý khán giả đang đến với chuyên đề Kinh tế Hợp tác xã được Liên minh Hợp tác xã và Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai phối hợp thực hiện. Thưa quý vị, chương trình OCOP Mỗi xã một sản phẩm là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Đây cũng là giải pháp nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể. Nhờ có những lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên thuận lợi mà ngành nông nghiệp của tỉnh Đồng Nai đã có sự phát triển tích cực, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển đa dạng về sản phẩm, sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng và bền vững, nâng cao lợi thế cạnh tranh sản phẩm ngành hàng và toàn ngành nông nghiệp tỉnh. Qua đó, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến nông sản là yếu tố rất quan trọng, cần thiết trong nông nghiệp hiện nay. Thông qua đó là ứng dụng máy móc thiết bị cơ giới hóa sản xuất, dần thay thế sức lao động con người, tăng năng suất lao động, sử dụng các giống cây trồng, vật nuôi cho chất lượng, năng suất cao, đẩy mạnh áp dụng quy trình công nghệ cao trong sản xuất, chế biến bảo quản nông sản, từng bước hiện thực hóa mục tiêu sản xuất hàng hóa tập trung, đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, phục vụ cho xuất khẩu. Đồng thời đẩy mạnh liên kết sản xuất thông qua gắn kết với hoạt động sản xuất chế biến sâu nông sản, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm nông nghiệp cho loại hình kinh tế, trong đó có kinh tế tập thể. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng như là các cấp chính quyền đều rất là quan tâm đối với lĩnh vực nông nghiệp. Là lĩnh vực nông nghiệp thì có nông dân, có nông thôn, có cả khởi nghiệp dành cho đối tượng là các thanh niên hoặc người có nhu cầu khởi nghiệp. Thì từ năm 2018 đến nay thì có những cái chính sách mà chúng tôi nghĩ là có thể áp dụng rất tốt cho các cái startup khởi nghiệp. Chẳng hạn như là chúng ta có cái nghị quyết 143 năm 2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành các cái chính sách về hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ và tiêu nông sản. Thì tiếp theo đó thì từ các cái chính sách của Trung ương thì Ủy ban tỉnh, Sở Nông nghiệp cũng đã tham mưu các cái chính sách để hỗ trợ cho người nông dân cũng như là khởi nghiệp. Tại hội thảo kết nối ý tưởng khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp năm 2023 do Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai có tham luận, thực trạng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh và các chính sách có liên quan đến hỗ trợ nông dân về ứng dụng công nghệ cao, trí thức khoa học công nghệ tỉnh Đồng Nai tham gia khởi nghiệp, triển khai ứng dụng chuyển giao công nghệ tại các vùng nông thôn hiện nay, cùng các chuyên đề bức tranh khởi nghiệp nông nghiệp ở Việt Nam, cơ hội và việc tạo cơ hội khởi nghiệp trong khai thác chuỗi giá trị nông nghiệp, thực trạng và giải pháp ứng dụng công nghệ dịch vụ sinh học trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao được các hợp tác xã quan tâm. Trong thời gian tới thì tôi cũng có vài cái kiến nghị đến các chính quyền địa phương và các sở ngành. Thì thứ nhất là cái tiếp cận để làm sao để giúp cho các đối tượng khởi nghiệp như tôi là tiếp cận được cái nguồn vốn. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái tiếp cận được cái ứng dụng khoa học kỹ thuật trong mảng nông nghiệp. Thì trong cái việc đi học hỏi thì cũng đi nhìn những cái mô hình hay của các đơn vị thì mình cũng xác định được là cần tiến tới khoa học kỹ thuật để phát triển thêm cái ngành chăn nuôi nông nghiệp của mình, để có một cái bước phát triển mới để tiếp cận được thị trường. Hiện tại thị trường bây giờ là họ cần rất là khó, cần những cái thị trường nó là như sạch, những cái chất thực phẩm sạch họ mới đáp ứng nhu cầu được thị trường. Hiện nay, tập quán sử dụng phân bón vô cơ, hóa chất nhằm đáp ứng yêu cầu năng suất, sản lượng vẫn còn ăn sâu vào suy nghĩ của nông dân và cần có thời gian để thay đổi. Thiếu nhân lực khi chuyển sang canh tác hữu cơ, tổ chức cá nhân tham gia sản xuất nông nghiệp hữu cơ còn hạn chế về số lượng và quy mô. Năng suất cây trồng vật nuôi, thu nhập của người sản xuất hữu cơ có nguy cơ giảm nếu người tiêu dùng chưa nhận thức và trả đúng giá trị của sản phẩm. Qua phân tích cụ thể theo cái chuỗi giá trị này thì mọi người sẽ nhìn rõ hơn, có nhiều cái cơ hội để thông qua đó có thể khởi nghiệp. Bởi vì theo tôi hiểu, tâm lý những cái người làm khởi nghiệp thì đôi khi họ lúng túng, không biết khởi nghiệp thì phải khởi nghiệp như thế nào, khởi nghiệp từ đâu, với ý tưởng gì. Và tôi thấy là có một số người, giả sử như là mới đây có một cái báo cáo nói là trong sản xuất nông nghiệp thì cứ phải công nghệ cao. Thì nhiều người lại sợ vậy thì phải sản xuất nông nghiệp cao, phải biết về nông nghiệp công nghệ cao mới khởi nghiệp được hay sao? Nhưng mà thực sự theo tôi thì không phải như vậy. Hộ nông dân giả sử như là chỉ có khoảng 200-300 mét vuông đất còn trống, nhưng mà nếu có ý tưởng vẫn có thể khởi nghiệp ra một cái sản phẩm mới được.
Hội thảo lần này, các nông dân cũng rất quan tâm việc thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp. Trước mắt tập trung số hóa, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu của ngành về phục vụ 6 công tác chỉ đạo điều hành của cơ quan nhà nước và sản xuất kinh doanh của người dân doanh nghiệp, phát triển các mô hình nông nghiệp thông minh, ứng dụng công nghệ số. Vừa rồi là thời lượng dành cho chuyên đề Kinh tế Hợp tác xã của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai.